sắp bỏ túi hơn 1 triệu đô rồi. Chúc mừng nha. Vào túi rồi mới ăn mừng đi, cô ta vẫn chưa trả lời mà. Anh ngồi chờ nhận tiền đi. Nè, nói gì thì nói, bằng cái cũ nghe là anh như vậy, dạy tôi vài chiêu cô gái đi. Nè, loại con gái này gặp được cũng là nhờ duyên phận, nhưng mà về mặt ngu mà nói thì cô ta đúng là cực phẩm hiếm có khó tìm. Nếu anh nói ngọt vài câu, cô ta dâng hiến cho anh luôn còn được. Nghe anh nói như vậy, muốn quen lại hả? Ê, quen lâu dài thì miễn đi, làm bữa ăn miễn phí thì cũng ok. Nè, muốn gì hả? Nè, anh có muốn đánh tôi luôn không? Gia Thuần, xem ở đây, không phải em nên ở chỗ. Xin lỗi, lần này tôi không ngu nữa, còn làm anh thất vọng. Anh tìm cô bạn gái khác làm người bảo lãnh cho anh đi. Em nghe anh nói đi, Gia Thuần. Mày là ai hả? Cuối năm lúc nãy tao chưa tính sổ với mày đó. Quên ấy ra đi. Thứ đàn bà lẳng lơ như cô, sau khi chia tay với tôi lần nào gặp cũng là thằng khác. Tôi tưởng cô chỉ ngu thôi, ai ngờ còn dâm đảng nữa. Anh nói cái gì vậy? Đừng nói nhiều với hắn làm gì, tên này không đánh không được mà. Muốn đánh chứ gì? Đánh nó. Nè nè nè. Làm gì vậy hả? Đánh nhau. Đánh nhau cái gì? Đừng tưởng mấy anh đông người thì tôi sợ, tất cả đều nhai lại đồ cũ của tôi thôi. Miệng của anh thúi như vậy, anh mới ăn phân hả? Ê, đừng mà, đừng đánh. Về trước đi. Về đi. Biến đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Về trước đi. Về trước đi. Xin lỗi. Mai mà anh cản tôi lại đó, nếu không tôi đánh chết hắn rồi. Anh lợi hại rồi, giúp tôi trong chừng ấy mấy mà. Yên tâm đi, bởi vai của tôi sẵn sàng rồi. Anh nói cái gì chứ, anh đừng có hòng nghĩ tới nha. Cực phẩm số 1 Tây Cống đó, lo cho em của anh thì hơn. Nói nữa đi, nói nữa đi. Nói giỡn thôi mà. Gia Thuận, về Tây Cống chưa, đi chung nha. Nè, giao cho anh nha. Anh không về hả? Được, cẩn thận đó. Bye bye. Nhìn thấy Gia Thuần vì người bạn trai cũ đê tiện đó đau lòng tột cùng, khơi dậy lòng thương hại trong lòng Bảo Kiếm, liên lụy đến cảm xúc anh ta. Bảo Kiếm hiểu được rằng anh ta vì người phụ nữ trước mặt mình mà cảm thấy đau lòng, từ từ đã vượt xa mức quan tâm dành cho bạn bè. Tôi giúp cô mang đi bỏ cho. Nè, hồi nãy cô nói là mang đi bỏ hết mà, có phải vô dụng như vậy không? Đừng có tên rác cửa tặng thì đem giúp đi. Thì đem bỏ vào sọt rác hết đi. Tôi nói cho cô biết, ai tên Ryan cũng đê tiện hết, đừng vì những loại người này mà không vui. Tôi chỉ khóc vì bản thân mình ngu thôi. Cũng đừng nói như vậy, tình yêu là mù quáng mà. Anh ta tặng hộp nhạc này cho tôi, tôi đã giúp anh ta giết lượng gian thạc sĩ. Sao trẻ bèo vậy? Con gấu bông này á, ảnh nhờ tôi giúp ảnh làm thay ca cho ảnh. Khăn hoàng cổ này, ảnh hỏi mượn tôi 5.000 đô cho ảnh đóng tiền nhà. Sau đó tới con gấu bông này, ảnh nhờ tôi giúp em họ của ảnh làm bài tập. Tôi ngu quá ha. Phải đó, cô quả thật rất ngu. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào mà ngu như tôi vậy. Tôi cũng chưa từng thấy. Anh cũng chưa từng thấy hả? Ý của tôi đó là cô ngu nhưng mà không xảo trá. Không biết người đó từ đầu đã muốn lợi dụng cô. Cô ngồi ở chỗ tốn thời gian cho một người không hề xứng đáng với cô. Phải đó, tôi thật sự quá ngu. Tôi ngu quá à. Cô cũng đừng như vậy mà. Cuộc đời này vẫn còn dài lắm, ít nhiều vẫn bị vài tên tra nam tổn thương. Hả? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi làm dơ áo của anh hết rồi. Không sao đâu, tôi giúp anh giặt lại nha. Không cần đâu. Tuy tên rác rưởi đó không phải là người tốt lành gì, nhưng mà chuyện tình cảm thì không có đúng hoặc sai đâu. Hơn nữa anh ta cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Sự trừng phạt gì vậy? Mất đi cô đó.
Bây giờ tôi thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Thoải mái là tốt rồi. Đi, tôi giúp cô bỏ hết chưa? Gia Thuần, đi giao bánh hả? Thời Quang, à không phải. Ê, cho tôi anh... hả? Cảm ơn cô nha. Cô thường tặng bánh cho tôi, thật ngại quá. Lần này bánh gì vậy? Xin lỗi anh nha, nếu anh muốn ăn chút nữa tôi lấy cho anh ăn. Chiếc bánh kem này anh giúp tôi đưa cho Bảo Kiếm nha. Hôm qua anh ấy giúp tôi một việc rất lớn, tôi tính cảm ơn anh ấy. Bảo Kiếm? Gọi tôi hả? Sao hai người đứng đây vậy? Ông đứng ở bên nhà bể rồi, sao anh không chịu sửa? Qua đây nói vài câu đi. Bể hồi nào chứ? Tôi tức điên rồi đây, em gái tôi làm bánh cho anh đó. Đã gì? Bánh gì vậy? Cảm ơn. Anh muốn ăn thật hả? Nó gọi anh Bảo Kiếm từ khi nào vậy? Anh quên tôi nói gì với anh sao? Không có. Không có? Nhớ chứ, nhớ chứ. Nhớ là được rồi. Anh nhìn thấy cái bánh mặt tươi như hoa kìa, anh muốn ăn nó luôn hả? Dù gì cũng là người có công ăn việc làm, cực phẩm số 1 Tây Cống nữa, sẽ không dễ dàng thích ai đâu. Anh là cực phẩm hả? Ý của anh là em gái tôi không xứng với anh rồi. Vậy anh muốn tôi thích hay là không thích cổ đi? Mặt căng dữ vậy. Bác má gái, có tình đê tiện đó. Cô còn mặt mũi gọi tôi là bác gái hả? Tôi đang nhìn rõ mặt cô rồi ha. Chỉ có 1,2 triệu thôi. Tôi đâu có mượn tiền của cô, chỉ kêu cô làm người bảo lãnh thôi. Cô nói này nọ, còn cho gửi tới quẩy quán ba của con trai tôi. Ê, cô... bác gái, đã hết tuổi mãn kinh rồi, bớt nóng giận đi. Ồ, khi nào tới lượt con nhỏ để lên tiếng vậy hả? Bà thử động tay đi, tôi báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát? Được đó, báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát bắt cô ta. Nó tìm người đánh con trai của tôi, đánh cho nó nhập viện luôn rồi. Đấm một cái thì đã vào bệnh viện. Giỏi thì nổ lớn vào. Anh làm hả? Ừ. Con nhỏ đó không rơi vào bẫy, còn dám dắt theo trai tới quậy phá nữa. Ai vậy? Đừng đánh nữa. Sao không rủ tôi chứ? Không có, không có. Tôi không tìm ai đánh Brian hết. À, bình thường thì làm bộ hiền dịu, thật ra con người cô độc ác vô cùng. Biết người biết mặt không biết lòng. Gia Thuần bình thường đối xử với bà như thế nào? Cô ấy đã chia tay với Brian, vẫn đưa bà đi tái khám, bà đó cô đó nữa hả? Có phải không vậy? Nó tốt với tôi là làm bộ mà thôi. Nói tới tiền là lộ nguyên hình dạng rồi. Chút xíu tiền là có thể nhìn rõ cô ta. Đủ rồi nha bà ta. Tôi đã nhịn bà lâu lắm rồi. Bà nói cổ giả vờ tốt bụng gạt bà. Bà gạt cổ thì có. Bà biết cổ có căn nhà to như vậy nên hai mẹ con thông đồng gạt cô ấy. Bà tưởng tôi không biết hả? Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Phải đó, nhất quyết báo cảnh sát. Để xem ai mới là người sợ. Ở đây không chào đón bà lừa gạt. Bà thích lừa ai trong ngoài đường mà gạt? Cút đi. Cô hay lắm. Cùng hai con nhỏ hỗn láo này ăn hiếp người già sao? Cô coi chừng đó. Bye. Yes. Âu Dương Gia Thuần, theo chúng tôi vào nhà lập tức. Không ai giúp được cô đâu ha. Có phải cô không vậy? Học đòi làm người bảo lãnh hả? Cô chỉ đơn thuần thôi. Cô đâu phải là ngu như heo đâu. Phim truyền hình cũng có dạy rồi, không có tác dụng đâu. Đã kêu cô đừng tin người đàn bà đó rồi, nhưng mà cô lại không nghe. Tôi xin lỗi, không có lần sau nữa. Lần nào cô cũng nói không có lần sau. Khi nào cô mới học hôn ra hả? Ê, đủ rồi. Nói xong rồi thì bỏ đi. Cái gì mà nói xong bỏ đi hả? Tôi muốn cổ tốt thôi. Rốt cuộc cô có suy nghĩ nếu cô thực sự ký tên, người ta lại không trả tiền, tiệm của chúng ta thế nào đây? Thì bây giờ tôi đâu có ký đâu. Bởi vì luật sư Phát kịp thời có mặt đó. Ảnh không ở đó là cô đã ký rồi. Âu Dương Gia Thuần à, tại sao suốt đời cô cứ như vậy hả? Cô có thắc mắc tại sao người ta không chọn ai khác mà chọn cô để gạt không hả? Là bởi vì cô ngu đó, cũng không biết nhìn người. Lần nào chúng tôi nói cô cũng như nước đổ đầu vịt, làm sai rồi vẫn không chịu sửa đổi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là sẽ bị lừa sạch tiền. Phải đó, tôi ngu đó. Tôi ngu nhất chính là quen lầm cô. Nói vậy là ý gì? Cô có thể nói tôi biết vòng đeo tay đó từ đâu mà có không? Chuyện gì vậy? Vòng đeo tay gì hả? Hỏi cô ấy đi. Vòng đeo tay này có phải Thời Quang cũng có một sợi không? Cô nói gì đi, nói không phải đi. Phải. Cô luôn miệng kêu tôi đừng có đâm đầu vào anh ấy, rồi nói ảnh cái này không tốt cái kia không tốt. Nhưng mà ngược lại thì cô âm thầm tiếp cận anh ấy. Rõ ràng cô nói một đằng là một nẻo. Không như cô nghĩ đâu. Không phải như vậy, sao cô lại giấu tôi chứ? Tôi vẫn luôn tạo cơ hội để cho cô giải thích rõ, nhưng mà cô vẫn luôn che giấu mối quan hệ của cô với Thời Quang. Mỗi lần nghĩ đến việc cô kêu tôi đừng đâm đầu vào anh ấy thì tôi cảm thấy ớn lạnh.
cô làm như vậy thì khác gì Brian hả? Không phải, cô còn tệ hơn ảnh. Uổng công tôi thật lòng coi cô như chị em tốt, nhưng cô lại lừa tôi.